Trần My, Chan Nemo sau 3 tháng đại chiến. Người lên xe hoa, người chốt mảnh đất 20 tỷ làm nơi nghỉ dưỡng. Em sẽ đồng ý cưới anh. Trần My là gương mặt nổi cộm trong giới livestream bán hàng online. Trần My được nhiều người quan tâm sau các sự cố phát ngôn, nhất là vụ việc xảy ra với Trang Nemo vào đầu năm 2022. Tuy nhiên, cô nàng đã làm chấn động mạng xã hội khi tung loạt ảnh thử áo cưới và hình cưới lung linh, chuẩn bị kết hôn cùng bạn trai sau hơn 3 năm hẹn hò. Cụ thể, cô nàng xuất hiện trong bộ váy cưới cô dâu kèm với việc đăng tải hình ảnh cưới trên trang cá nhân khiến nhiều người đoán rằng cô đang chuẩn bị lên xe hoa. Được biết, hôn phu của Trần My là Tùng Nguyễn, người cùng bán hàng online với My. Người đẹp là nhân vật vướng nhiều thị phi và thường xuyên bị cộng đồng mạng chỉ trích về các vấn đề phát ngôn. Thế nhưng cô nàng lại có chuyện tình đẹp và hạnh phúc khiến bao người phải ngưỡng mộ. Trên trang cá nhân, Trần My thường xuyên khoe những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn của cả hai. Cô nàng hot girl tâm sự, hãy chọn một người đàn ông yêu bạn nhiều hơn cả yêu bản thân anh ấy. Anh ấy sẽ là người mà đến sau cùng, dẫu bạn có thế nào, anh ấy vẫn yêu, yêu hơn chính bản thân anh ấy. Trước đó vào năm 2021, trong chuyến du lịch tại Đà Lạt, thì Trần My đã được bạn trai bất ngờ cầu hôn. Giờ đây cô nàng đang tận hưởng hạnh phúc và chuẩn bị trở thành cô dâu. Nhiều người đã bình luận chúc mừng cho cặp đôi, cũng như mong chờ thông tin xác nhận chính thức về đám cưới. Được biết, nữ hoàng thị phi Trần My tên thật là Trần Nguyễn Trà My, sinh năm 1997. Cô gái này được biết đến thông qua các video livestream bán hàng trên mạng xã hội. Trần My gây ấn tượng với hình ảnh một cô nàng bán hàng không não, với những phát ngôn ngớ ngẩn và nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng. Trang Nemo. Cùng với Trần My, Trang Nemo cũng là gương mặt máu mặt trong giới bán hàng online. Nhất là sau vụ việc với Trần My thì càng chứng tỏ cô nàng là người chịu chơi, bất chấp dư luận. Đồng thời, Trang cũng là người có tiếng khi sở hữu tài sản khủng sau thời gian hơn 10 năm kinh doanh trong lĩnh vực thời trang và kinh doanh bất động sản. Ngoài hai cửa hàng mặt tiền nằm tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều người ao ước, thì Trang Nemo đã tậu thêm cho mình mảnh đất tại Đà Lạt trị giá hơn 20 tỷ đồng. Theo như cô chia sẻ trên trang cá nhân, thì mảnh đất này được mua để xây dựng cơ ngơi nghỉ dưỡng trong mơ của bản thân. Trong chuyến lên Đà Lạt để mua đất, Trang Nemo chia sẻ: "Tôi đã ước sau này mình sẽ có một căn nhà ở thành phố này. Vậy cho nên đợt lên đây lần này, tôi xác định miếng đất tôi mua sẽ dành cho căn villa tương lai, mua để đó chứ sẽ không bán." Ngoài ra, Trang Nemo còn khiến dân tình đỏ mắt khi liên tục check-in du lịch sang trọng, diện trang phục hàng hiệu đắt đỏ. Trước đó không lâu, người đẹp còn nhanh tay chốt được chiếc xe tay ga hàng hiệu trong sự bất ngờ của cộng đồng mạng. Dù khó mua hơn siêu xe, nhưng cuối cùng Trang Nemo cũng đã trở thành một trong 33 người đầu tiên ở Việt Nam sở hữu em xe máy đắt đỏ này. Được biết, mẫu xe Vespa 946 Christian Dior ra mắt thế giới từ tháng 6 năm 2020, nhưng phải đến giữa tháng 3 năm 2022 mới về Việt Nam với số lượng giới hạn. Khi nhận được xe, hot girl chỉ biết thốt lên, xuất sắc, hóa ra để sở hữu chiếc xe vừa có giá đắt đỏ, vừa sang trọng này quả không dễ dàng. Không chỉ riêng với Vespa Dior, Trang Nemo còn có niềm đam mê đặc biệt với xe hơi. Bà chủ cửa hàng quần áo nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh từng khoe sở hữu chiếc Porsche 718 Cayman có giá bản tiêu chuẩn là 3,6 tỷ đồng, hay chiếc SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 giá lăn bánh ước tính 10 tỷ đồng. Dù còn nhiều tranh cãi xoay quanh hai hiện tượng mạng Trần My và Trang Nemo, thế nhưng hoạt động của cả hai luôn nhận được nhiều người quan tâm và theo dõi. Còn bạn thì nghĩ sao về cuộc sống của hai nhân vật này sau ồn ào chấn động mạng xã hội? Hãy để lại bình luận bên dưới cho tụi mình biết với nha. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.